miếng ha, một miếng đẩy lên và một miếng nó nằm ngoài miếng mũ nè, nhiều khi cái kẹt. Sau đó chúng ta dùng một cái keo, gọi là cái này keo keo cái súng bắn nến ha, keo. Chào tất cả các bạn và anh chị ha, hôm nay em sẽ có một cái điều lưu ý như thế này đối với cái kèn kem ha. Thì kèn kem là kèn như thế này nè, kèn kem là kèn hình cây kem ha. Thì cái đầu cái kèn kem này á, nó sẽ thay đổi theo năm ha. Có những năm con chuột á, thì nó sẽ thay đổi theo con chuột. Có những năm con trâu á, thì nó sẽ thay đổi hình con trâu ha. Và nó sẽ thay đổi theo năm á anh chị và các bạn. Nhưng mà nó đánh kèn kem á, thì hình như là các cửa hàng tạp hóa ở đâu ai cũng có bán. Nhưng mà khi buôn bán kèn này á, thì có những gì lưu ý. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ ha. Thì thứ nhất á, khi cái kèn này á, là quy trình đóng gói á, là một bịch. Nó bao gồm là 40 cây nha anh chị và các bạn. Một bịch bao gồm 40 cây, nó vô trong một bịch trắng vậy đó. Thì khi anh chị và các bạn mua sản phẩm này về á, thì anh chị và các bạn tháo cái bịch ra. Cái quan trọng chúng ta tháo bịch ra rồi chúng ta thử kèn hết. Chúng ta dùng miệng á, chúng ta thổi kèn ha. Thổi cây nào nó kêu á thì chúng ta sẽ bán cho khách, còn cây nào không kêu á thì chúng ta sẽ để lại chúng ta sửa ha. Tại vì có một số cái sản phẩm á là khi chúng ta để vào một bịch á là nó 40 cây. Thì có một số cây nó sẽ kêu và có một số cây nó sẽ không kêu. Nhưng mà cái số lượng không kêu ít thôi, nó khoảng có 5-10 cây thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết cách sửa, tại vì đó là do cái kèn nó bị kẹt thôi. Kẹt kèn cho nó không có hư gì hết á. Đó là do bên sản xuất họ làm, mà nhiều khi nhiều số lượng nhiều quá rồi nó bị kẹt á, nó không có kêu. Thì chúng ta phải tháo ra chúng ta sửa. Còn khách hàng mua, nhiều khi khách hàng không biết á, chúng ta cầm cái kèn đưa cho trẻ em á, như thế này ta đưa đi á, thì con nít về, em bé, trẻ em về nhà mà chơi á, mà thổi không kêu á, thì nhiều khi ba mẹ và phụ huynh nghĩ rằng là chúng ta buôn bán cây kèn nó bị gọi là hàng kém chất lượng ha. Thì nói chung là đôi bên ai cũng phải có một suy nghĩ riêng. Thì để trọn vẹn cho đôi bên đó, thì chúng ta phải về, chúng ta phải tháo ra, chúng ta sửa lại. Đó, thì chúng ta buôn bán thì chúng ta phải chấp nhận cái thời gian ha, là chúng ta phải tháo ra sửa ha. Còn cái những người buôn bán ở ngoài thì ít ai nói về cái việc này. Thì mình sẽ chỉ nè, mình sẽ chia sẻ cho các bạn và anh chị cái cách đi sửa cái kèn ha. Thì anh chị và các bạn tháo cái kèn ra bên trong nè. Đây, thì cái kèn của chúng ta nó sẽ như thế này nè anh chị và các bạn. Đó, thì chúng ta thổi chứ không bao giờ nó kêu. Nó kêu nhưng mà nó kêu rất là nhỏ ha. Nó kêu rất là nhỏ. Bao nhiêu cây này nó không kêu luôn nè. Đó, chúng ta tháo cái kèn ra. Sẽ không kêu. Thì nhiều khi cái kèn nó không kêu anh chị và các bạn, thì chúng ta sẽ dùng một cái tâm ha. Chúng ta đẩy cái thằng này ra nè, đẩy bên trong này ra. Nhiều khi ba mẹ mua kèn này về hoặc là mình bán á, nghĩ rằng là không kêu là nó sẽ bị hư, nó là hư luôn, chứ không phải. Thật chất là do cái kèn này anh chị và các bạn. Cái kèn này nè, chúng ta bán chúng ta phải biết cách sửa như thế này nè. Những cái này là những cái lỗi đơn giản nhẹ thôi. Đây, trong cái kèn nó có hai cái miếng. Thấy không anh chị các bạn, thấy không? Hai miếng ha. Một miếng á, đẩy lên và một miếng nó nằm ngoài miếng mũ nè. Nhiều khi cái kèn, hai cái miếng này của chúng ta mà nó không chập nhau á, thì nó cũng sẽ không kêu ha. Thì chúng ta phải sửa cái kèn lại. Thì chúng ta sửa làm sao cho nó đều lại. Có những cái này nó cong xuống nè. Ở trong cái kèn cái nó cong lại anh chị các bạn. Nó cong vòng luôn thì nó không có cái mí kêu. Thì anh chị và các bạn mua về tháo cái kèn ra nhìn là sẽ biết liền. Đó, và chúng ta sẽ sắp lại thôi. Chúng ta sẽ sắp cái kèn lại cho nó ngay lại. Ngay theo cái chiều của cái kèn đó anh chị và các bạn. Và chúng ta sẽ để ngược lại. Đó. Chúng ta cũng có thể thử trước khi lắp vào ha. Anh chị các bạn, cái quan trọng là do cái miếng này nè, hai cái miếng này nè anh chị các bạn. Đây, quan trọng là do hai cái miếng này ha. Không biết anh chị các bạn thấy không,
Nói chung là chúng ta mua về chúng ta tháo ra, chúng ta thấy hai cái mí này ha. Hai cái mí này nó hở hở ra một xíu. Hai đầu hai bên luôn. Rồi chúng ta lắp lại ha. Chúng ta cứ dùng nó đẩy qua lại. Đẩy ngược vô ha. Đó, chúng ta thổi là nó sẽ kêu liền. Đó, nó kêu anh chị các bạn ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lắp lại thôi. Chúng ta lắp lại rồi chúng ta lắp cái càng lại bình thường là cái sản phẩm nó sẽ kêu lại bình thường nha anh chị các bạn. Đó. Thì chúng ta thổi cái càng lú đầu ngoài thôi. Đó. Rồi, thêm một trường hợp thứ hai em muốn lưu ý đó là như thế này nè. À đây. Đây. Có những nhiều khi á cây kèn á chúng ta mua về thì nó sẽ có cái cây này nè anh chị các bạn. Nó sẽ có cái cây này nằm trong cái bịch luôn. Thì một bịch 40 cây thì nhiều khi nó sẽ rớt ha. Nó rớt những cây này trong bịch nè. Nhiều khi chúng ta khui cái bịch ra hoặc là quá trình vận chuyển á thì cái cây này nó sẽ rớt mất. Nó rớt mất cây này luôn, giống như cây như thế này, nó rớt mất luôn. Đây thì chúng ta sẽ không có cái cây này lắp vào nữa. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách, đó là lấy cái cây này thế ha. Là chúng ta sẽ thế bằng cây nào. Nếu chúng ta mà mất cái cây này nè anh chị các bạn, mất cây này ha, thì chúng ta sẽ dùng một cây bông tăm ha. Cái bông tăm xe đấu tay của mình đó anh chị các bạn. Đó, khi chúng ta mua về thì chúng ta tháo hai cái bịch bông gòn này ra. Tháo hai này ra ha. Tháo hai này hết chị các bạn. Nói chung là em làm ví dụ thôi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ để cái càng này vô đây. Rồi chúng ta sẽ thọt cái thằng này qua. Đó anh chị các bạn. Anh chị các bạn thấy không? Thấy cái đầu này không? Lú qua nè. Nhưng mà chúng ta bứt hết bông gòn này ra nha. Chúng ta dùng cái kéo á, cắt cho hai cái đầu này bằng nhau. À, cắt cái đầu này bằng nhau ha. Sau đó chúng ta dùng một cái keo. Gọi là cái này keo keo cái súng bắn nến ha. Keo nến á, keo đốt á. Thì anh chị các bạn chích vào đây. Anh chị các bạn chích vào đây. Chích hai bên luôn. Khi chúng ta chích hai bên luôn để khô á, thì cái sản phẩm nó cũng giống như cái cây này nha anh chị các bạn. Đó, nó vẫn giống như cây này. Thì chúng ta sẽ có được sản phẩm khác để chúng ta bán ha. Đó là cách sửa cái càng kem. Vậy cái đó rất là lưu ý trong cái sửa cái càng kem nha anh chị các bạn. Nhiều khi chúng ta bán chúng ta không biết cách sửa ha. Đó. Thì chúng ta sẽ bán lại. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một sản phẩm mới nha.